Tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị Đoản Thiên tiểu thuyết Hai cô tuyệt sắc ở Sài Gòn. Tác giả nhà văn Hoàng Minh Tự. Tác phẩm được phát hành tại Sài Gòn năm 1931. Người đọc Thái Hoàng Phi. Cảnh trời chiều vào khoảng 6 giờ tại chợ mới Sài Gòn, tức là chợ Bến Thành, nơi con đường S-Bahn, tức là đường Lê Thánh Tôn ngày nay. Sải thấy một chiếc xe hơi hốc kích đương dung rủi. Trên xe một cô mặc đồ hàng trắng, đầu choàng khăn sạc trắng, hai tay cầm lấy tay bánh. Trông ra mày hoa tuyết điểm, mặt trắng màu hồng, môi đỏ giường son. Kế bên chỗ cô ngồi có một chàng thanh niên mặc đồ âu phục nỉ đen, đầu đội nón mousseline, hình dung mập mạp, nước da ngăm đen. Đây là cô ba tròn cùng cậu công tử Trần Đẩu Nam. Đất Sài Gòn còn ai chẳng biết. Cô ba tròn tay cầm bánh xe hốc kích, đưa mắt liếc qua ngó cậu Đẩu Nam mà cười cợt. Đẩu Nam tay vịn cánh chỏ nàng mà nói chuyện. Kế sau đuôi xe chiếc hốc kích lại có chiếc xe hiệu De La. Trên xe De La cũng một cô cầm bánh, nét mặt trắng hồng, môi thoa son đỏ, mặc sắc phục cũng y như cô ba tròn vậy. Đây là cô Mười Hoa. Làm gì cứ xe kia chạy trước rảo khắp các đường, dường như hướng mát, thì sau chiếc xe nọ cũng rình theo, dường như coi chừng nhau vậy. Lại đằng sau nữa một chiếc xe Citroen mui kiến. Trong xe ấy có một ông già và một cô trạc chừng 30 tuổi, tay bồng đứa con nhỏ cùng một đứa con trai 5-6 tuổi. Trông ra ông già và cô ấy mày mặt âu sầu, nheo mắt ngó chiếc xe trước kia chẳng nháy. Chiếc xe sao chót này chẳng có ai đâu lạ, đó là ông già ruột của cậu Đẩu Nam, và một người đàn bà ấy là vợ và con của Đẩu Nam đó. Vì từ một tháng nay Đẩu Nam lên Sài Gòn ở chơi luôn tuồng không về nhà, không biết vợ con chi ráo, cho nên ông già cùng vợ cậu lên kiếm đó. Xong lên Sài Gòn thì đã nghe cậu Đẩu Nam đã cặp chơi với hai cô tuyệt sắc đất này, là cô Ba Tròn và cô Mười Hoa. Ông Trần Đẩu Minh là một nhà đại phú ở Hạt, còn vợ Đẩu Nam cũng con nhà phú hộ ở miền Hậu Giang. Nhưng mà tính chất người thiệt thà lắm. Cái cuộc đi rình bắt Đẩu Nam đây là do bởi ông bày biểu. Vợ Đẩu Nam là nàng Ngọc Thế, lòng dạ nàng thật thương chồng, nhưng trong lòng nàng nhát sợ lắm, chẳng biết lời cao tiếng thấp chi hết. Nói qua khi chiếc xe hơi hốc kích chạy vòng một hồi, đậu lại trước cửa nhà hàng lớn tại đường Katina. Hai người vào ngồi uống cà phê, xem ra rất đẹp đẽ. Ông Trần Đẩu Minh thấy thế liền bảo chauffeur ngừng xe lại cách xa xa cho ông bước xuống. Nàng Ngọc Thế không biết chi nên hỏi ông rằng: Thưa ba, xuống đây mua điều chi vậy ba? Mua vợ chi đâu? Cái thằng chết bầm nó đi với con nào dắt vào nhà hàng kia, để tao lại hỏi nó cho biết. Thôi ba, ba thằng hai muốn vậy, nếu cha rầy e da giận chăng? Cái đồ báo hại nó giận ai? Tao bắt về đánh chết chứ. Ông nói dứt bước xuống xe đi thẳng lại tới nơi. Hai người đương mê nói chuyện, ông hỏi rằng: Đẩu Nam, mày làm gì ngồi đây hả? Cậu Nam nghe tiếng đưa mắt ngó lên, dùng thấy cha đứng sờ sờ việc đà lỡ dở. Cậu đứng dậy rằng: Con ở chơi trên này, ba lên bây giờ đây. Cô ba tròn đứng dậy cúi đầu thi lễ cùng ông. Ông không thèm nói tới. Ông rằng: Mày ra ngoài tao bảo một chút, có chuyện cần. Ông nói và bước đi, cậu cũng đi theo. Ra tới chỗ xe, ông mặt mày ông giận dữ mà rằng: Mày thật là cái thằng phá hoại, mày lên trên này mê xa con nào đó vậy hứ? Thưa con ba, là chị em bạn với con chứ. Cậu ngó lên xe thấy vợ, trong lòng càng bất giận run. Nhưng vì có ông cậu chẳng dám nói chi hết. Kế nghe ông nói: Chị em bạn với mày đi chung một xe đã ha. Tao nói cho mày biết, vợ con như vậy mày chẳng kể chi, lại đi mê xa mèo mã, đố mày khỏi tao. Nếu mày không nghe lời tao mà về bây giờ, ắt rồi đây tao tự ra cho khỏi mang tiếng. Thưa ba, để sáng sớm con về, chứ bây giờ đã lỡ khuya tối về làm sao cho đặng. À, mình... Nói với vợ, lên có mua chi không mình? Vợ làm thinh không nói chi hết. Ông đáp: Ừ, sáng này về ra nghe. Nếu tao về dưới không có mày rồi mày sẽ coi tao.
Dạ con về chứ. Bây giờ cha đi đâu đây và nghỉ nơi nào? Tao nghỉ đằng nhà anh Hội Đồng Tê, sáng tao về sớm. Nói rồi ông bước lên xe, bảo chauffeur mở máy chạy. Chàng Đậu Nam đứng dưới ngó theo. Đằng kia cô Ba Trò ngồi chờ và thấy rõ ràng trên xe chắc có vợ con Đậu Nam theo kiếm. Nhưng cô nào có sợ ai, song mặt cô buồn giận, giả ý với cậu Đậu Nam. Đậu Nam đằng kia đi lại ngồi thở ra. Cô Ba Tròn tỏ sắc chẳng vui mà rằng: Bộ thế có vợ mình lên kiếm đó phải không? Vậy mà mình nói dối tôi rằng không có vợ, nay té mồi. Tôi xin mình đừng lại nhà tôi nữa, mà em có chuyện chẳng lành cho danh giá. Thôi mà em, Qua thương em lắm. Dầu Qua có vợ, nhưng cái đồ khốn kể gì. Qua coi em là vợ yêu mà thôi. Sao được, mình đã có vợ, hôn thơ hôn thú đành rành. Còn tôi là đứa vô phước bị mình gạt, có nghĩa lý gì? Cha chả từ nay em buồn, chắc không sao chịu nổi, mà mình đừng léo hánh nữa nghe. Trời ơi, em đoạn tình đến thế vậy sao? Đó là mình đoạn tình em, chứ nào em có phụ bạc chỗ nào. Cha chả tức chết tôi, việc này tôi không an trí được. Con quỷ nó báo hại mà. Con quỷ là mình nói ai vậy mình? Còn vợ tôi nó chứ ai. Sao mình cho người ta là con quỷ? Nó báo đời tôi đó chứ sao. Hễ làm vợ thương chồng theo kiếm, vậy là phải chứ sao báo. Tôi đã bỏ nó hơn 2 năm nay chứ. Bây giờ nó muốn khuấy chơi hại tôi bị mình rầy, làm cho mình bỏ tôi. Đây là Đậu Nam kiếm thế nói cho qua, chứ thiệt ra vợ con cậu ở nhà, chứ nào phải bỏ bấy lâu. Cô Ba Tròn giả ngộ nung nảy rằng: Mình bỏ chỉ sao còn đi kiếm, ắt mình gạt tôi nữa. Thôi, thôi thôi, tôi xin kiếu. Mình đành đoạn giết tôi bận này hả hôn? Tôi nào có giết mình là giết làm sao? Đó là mình giết tôi chứ. Kế bên phía sau chỗ nhà hàng mà Đậu Nam với cô Ba Tròn đưa ngồi nói chuyện, có một cô cũng đồng thinh sắc, ngồi rình nghe câu chuyện của hai người nói, nhưng nghe không được lời vì bởi thiên hạ ngồi ăn uống nói chuyện rầy tai. Đó là ai? Chính là cô Mười Hoa, là tình nhân của cậu Đậu Nam, chẳng ai đâu lạ. Cô Mười Hoa trông thấy hai người trò chuyện, cô tức giận tràn hông, nhưng không dám cho hai người thấy mặt, vì Mười Hoa có ý kiêng nể cô Ba Tròn. Trong khi nói đến đó, cô Ba Tròn giả giận đứng dậy bước ra xe. Cậu Đậu Nam lật đật trả tiền rồi ra nhảy phốc lên xe hơi hốc kích. Cô Ba Tròn có ý mài châu ủ dột, ngồi buồn chẳng ngó mặt Đậu Nam. Cậu theo năn nỉ ỉ ôi thế này thế khác, cô Ba hứ hái hoài. Xe về đến một căn phố lầu 3 tầng kia, hai người mở cửa xe đi vào. Ấy là nhà của cô Ba Tròn đó, xem ra hực hở, chưng dọn, nào khác một nhà đại phú gia. Nội đêm, cậu Đậu Nam dở bóp ra trao gửi cho cô Ba trọn 3.000 đồng bạc mà nói rằng: Xin mình chớ giận, để tôi gửi bạc đây, ít bữa tôi sẽ lên, để tôi về tính việc con quỷ ở nhà cho xong, đặng hầu cùng mình cho thỏa dạ. Cô Ba Tròn thấy cậu ta yêu thương mình quá đỗi, nhưng cô càng làm bộ hơn nữa, hỏi rằng: Mình nói về dưới tính việc vợ mình, thế thì mình tính cách nào? Tôi phá hôn thú cho rồi chứ sao. Thiệt vậy, hay là làm thêm 2 cái nữa? Thiệt chứ, để chừng đôi ba bữa tôi lên đây, mình sẽ thấy. Thôi đi, tôi biết mà, cũng như bấy lâu nói không vợ vậy chứ gì, tôi thừa mấy chuyện ấy của mình đi. Tức chết đi thôi đó, tôi nói thiệt mà. Ừ, thiệt thì tốt. Rạng ngày cậu Đậu Nam ngồi xe về tới nhà, ôi ông bà thấy mặt la hét sùm rầy la thống đồng. Cậu Nam không thèm nói chi hết, vào phòng gặp vợ đương bồng cho con bú. Cậu Đậu Nam liền rút súng lục liên ra đưa ngay mặt vợ mà nói rằng: Mi thật là con quỷ báo đợi ta mà. Mi lên Sài Gòn làm xấu ta hả? Mi muốn ta đưa hồn mi về âm phủ hay không? Vợ cậu là nàng Ngọc Thế, vừa thấy chồng đưa súng lục liên ngay mặt mà nói vậy, nàng lần mặt đỏ quá ra xanh mét. Đôi mắt nhìn chồng tâm thần sảng sốt, nàng buông đứa con trên tay mà vẫn không hay, muốn la lên mà la không đặng. Nàng lần lần té nằm bất tỉnh. Đậu Nam thấy vậy, ấy là cậu hăm dọa vợ, bước lại ghế ngồi không thèm ngó đến con là gì hết. Thằng nhỏ khóc ngất. Hồi lâu nàng Ngọc Thế tỉnh lại, lơm cơm ngồi dậy, thấy con khóc lật đật bồng lên tay, đôi hàng lụy ứa tuôn dầm, ngó chồng mà rằng: Mình ơi, tôi nào có làm xấu hổ mình mà mình lại đòi bắn tôi.
Ôi thế là cùng rồi. Trời đất ơi, ai đâu chồng đi bắn vợ. Mình chẳng thương con mình sao mình? Hay là mình muốn... Muốn gì? Muốn bắn mày phải không? Khốn nạn, sáng nay mày ra tòa phá hung thú. Nếu mày cãi tao sẽ bắn ngay à. Đừng than trời trách đất đâu nghe. Ôi mình đã có vợ bé, tôi nào có nói chi đâu. Mà nay mình hành hung như thế, thôi thì phá hung thú cho rồi. Ừ, được vậy tao tha tội chết cho. Chàng nói rồi tuốt ra ngoài. Ông bà chửi mắng nà, cậu ta vô cùng nổi giận, bước lại thưa rằng: Thưa ba má, con không bằng lòng ở với vợ con nữa. Để rạng ngày con dắt nó lên tòa phá hung thú cho rồi. Ông đang ngồi nghe nói nổi sung, bèn lấy cái tách liệng ngay mặt Đậu Nam, đứng dậy mắng rằng: Tao đố mày à, hãy đi cho khỏi nhà tao. Vợ mày mắc mớ gì mà mày đuổi nó và phá hung thú hả? Đậu Nam bị cha liệng, chàng né khỏi bèn bước vào ngồi suy nghĩ, quyết làm sao cũng để vợ mới yên. Để vợ tức ly dị vợ, chứ nào để sai lời nói với ba tròn cho được. Cậu bước vào phòng vợ, mặt mày giận dữ. Vợ năn nỉ sợ bất tử cậu ta bắn chết. Rạng ngày cậu bảo vợ hãy bồng con đi lên tòa với cậu. Vợ cũng y lời không dám cãi. Đến tòa vào cầu xin phá hung thú, vì rằng vợ chồng hết thương nhau nữa, con giao lại vợ nuôi. Vợ chồng rất bằng lòng ưng thuận nên xin tòa phá cho. Tòa hỏi hai vợ chồng đều bằng lòng hết, vì vợ không dám cãi. Mà rồi thấy chồng mê sa đàn điếm, quá ra hung dữ, nếu ở có ngày mang họa chẳng chơi, nên thuận ưng cho rảnh nợ. Tòa hỏi thêm rằng: Vậy mà rồi hai đứa con giao cho mẹ, người mẹ này có xin tiền cấp dưỡng hay không? Ngọc Thế bẩm không. Đoạn tòa ưng ý theo, nhưng định lại tuần sau sẽ phá hung thú cho. Cả hai ra về. Bây giờ Ngọc Thế đi xe kéo, còn Đậu Nam ngồi xe hơi về trước. Vào nhà lén cha mẹ lấy đồ đạc, áo quần và tiền bạc hơn 90 ngàn của cậu, lấy của cha mẹ bấy lâu cất giấu. Đoạn cậu lên xe mà trực chỉ Sài Gòn. Ngọc Thế bồng con về, trông nhìn thấy cha mẹ chồng, không sao kềm giọt nước mắt cho đặng, vì nàng thương xót ông bà lắm. Nàng bước ra khóc lại ông bà, làm cho ông bà nhìn sững, chẳng rõ điều gì bèn hỏi: Con làm gì bồng con đi đâu, rồi về lại cha mẹ như vậy? Ba má ơi, con nay bất đắc dĩ mà con lại cha mẹ để bày tỏ nỗi niềm. Nhân hồi hôm này chồng con đi về, dùng rút súng lục liên đòi bắn con. Bởi hôm qua con đi với cha lên Sài Gòn làm xấu hổ. Thưa ba má, đó là con nghe lời cha mẹ, chứ con nào dám làm xấu hổ ba thằng hai. Nó đòi bắn con, rồi sao nữa? Thưa con kinh sợ hãi hồn, chồng con bảo rằng sáng nay phải đi lên tòa phá hung thú, không thì gia giết. Buộc lòng con phải nghe theo. Nay lên tòa cầu xin, tòa đã y lời, chắc tuần tới đây thì phá hung thú xong. Nên con khấu đầu cúi lại cha mẹ tính giùm con, hầu con có hồi về xứ sở, con chẳng dám ở đây. Ôi mà con thương cha mẹ không biết sao kể xiết. Nàng nói đến đây khóc ồ lên. Thằng nhỏ còn bú và đứa lớn cũng đồng khóc theo mẹ, làm cho ông bà bất dửng dưng. Bà nghe dứt khóc hòa, ông nổi nóng cầm súng sáo chạy kiếm Đậu Nam. Vào phòng riêng của Đậu Nam mới hay chàng đã lấy đồ đạc mà đi đâu mất rồi. Ông nhìn dâu đau đớn không ngừng, xót thương vô hạn, lời qua tiếng lại khuyên bảo mọi điều. Cô Ngọc Thế khóc thôi bụp mắt. Ông lấy ra 20 ngàn mà cho Ngọc Thế, bảo hãy nuôi hai cháu của ông cho tử tế. Ngọc Thế cầu xin không lấy số bạc ấy, xin gửi lại cho ông bà mà thôi. Ông bà ép mấy cũng không đặng nên khóc hòa. Rằng ngày sau Ngọc Thế thu xếp đồ đạc lo về bên cha mẹ ruột. Cha mẹ ruột của nàng là ông bà cai tổng Lê Tấn Đại, giàu cũng bằng ngang với ông Trần Đẩu Minh. Còn ông hội đồng Đẩu Minh giận Đẩu Nam không xiết kể, ông lo làm tờ từ cho rảnh. Mà trước khi từ, ông nghĩ rằng cầu xin nhà nước phá chức dân Tây của anh ta và thâu súng lại. Chú thích: nghĩa là Đẩu Nam đã nhập tịch nước Pháp, ông Đẩu Minh xin nhà nước phá chức, có nghĩa là tước quốc tịch của anh ta. Hết chú thích. Ông Đậu Minh xin nhà nước phá chức dân Tây của anh ta và thâu súng lại, kẻo có ngày nó làm hại trong nhà. Ông rất ân cần đi lo các việc như ý ông, chẳng cần Đậu Nam là con nữa. Nói qua, Đậu Nam ngồi xe thẳng lên Sài Gòn, vào nhà cô Ba Tròn mà bày qua mọi nỗi. Ba Tròn rất đổi vui mừng, cùng nhau mặt tình cười hoa cợt nguyệt. Đây nhắc lại cô Mười Hoa, lúc trước kia cậu công tử Đậu Nam mới lên Sài Gòn đã cùng cô về cuộc trăng tình. Đầu được chừng 5-6 tháng, Đậu Nam cũng mê sa một lúc, mua sắm đồ đạc và một chiếc xe hơi đờ la cho cô,
tốn hao với cô cũng hết 90.000. Từ hôm cậu gặp được cô ba tròn đến nay, cậu vội lãng lơ tình tự cùng cô Mười Hoa đi, làm cho Mười Hoa tha thiết tiếc hụt mối ăn. Cho nên Hằng theo đón hỏi cậu cớ sao bạc bẽo chữ tình, thì cậu nói: Hoa không bạc đãi em, xong vì lúc này Hoa mắc việc. Cậu nói giả vậy chứ ý thiệt hết thương. Cô Mười Hằng theo đón gió xem trăng cơ cuộc của cậu cùng ba tròn, cô đều biết hết. Ngày nọ cô thầm tính ra một kế, dạ đã quyết thi hành. Cô Mười Hoa sai người rình rập đến cầu Đấu Nam đi một mình, ra khỏi nhà cô ba tròn. Cô Mười Hoa liền ngồi xe hơi đến nhà cô ba tròn tỏ lòng thăm viếng chị em, vì hai cô đều biết nhau đã lâu, cũng lắm khi chơi với nhau ngoài mặt mà trong lòng rất nghịch thẳng với nhau luôn. Ấy là điệu Hằng ố diện. Khi cô Mười Hoa bước tới nhà cô ba tròn, cô ba ra tiếp rước, nắm tay chào hỏi rồi mời vào phòng khách. Hai cô ngồi trò chuyện rất nên vui vẻ, trông ra hai người một chín một mười về bề nhan sắc. Cô Mười thua cô ba một thì. Thật là hai cô nhan sắc dễ khiến cho người ta tan gia bại sản cũng phải lắm. Khi hai cô nói chuyện này kia, lời qua tiếng lại, nào trầu nào nước tôi tớ bưng ra đãi khách. Cô Mười coi yếu hơn cô ba nên lời nói câu chuyện cũng có ý bợ bưng thấy rõ. Uống qua một tách nước, giây lát cô Mười rót ra hai tách nữa rồi mời cô ba uống. Hai người đồng uống hết hai tách. Kế nghe cô ba kêu một đứa tớ gái rầy rằng: Mày nấu cái gì để trà chi mà hôi dữ vậy? Tao uống nãy giờ mà còn hôi trong cổ vậy hứ? Con tớ thưa: Tôi để trà sen chơ, rõ ràng còn đây, lấy bình ra hửi thử thì không có mùi hôi chi cả. Vừa nói lộn xộn, phút cô ba tròn mặt mày tái lét, ngã nằm xuống ôm bụng rên la, bọt rào ra cổ. Cô ba chỉ ngay mặt cô Mười mà nói rằng: Có phải cô Mười mày thuốc tao không vậy hả? Tôi nào thuốc chị? Bộ chị muốn du quan giá quả cho tôi sao? Tôi thuốc chị hồi nào chị ngó thấy không? Tao bị thuốc chắc rồi, trong tách nước này đây. Vừa nói đến đây, cô ôm bụng nghiến răng, tâm thần đã bất tỉnh. Đây là cô Mười Hoa thuốc ngay cô ba tròn chứ không ai, vì cô đã bỏ chất thuốc gì rất độc vào tách nước trà. Cô Mười thấy cô ba lâm nặng rồi, tức thì xuống lầu ra về. Xong con tớ la lên, cả nhà chạy lại. Con tớ đề quyết cho cô Mười này thuốc chủ mình, ấy là nó sợ tội về nó. Con tớ nắm chắc tay cô Mười, còn đương liếu xíu. Phúc bên ngoài cửa Đậu Nam bước vô, bỗng thấy cô Mười đương bị con tớ nắm tay và kéo níu. Cậu rằng: Ủa Mười, em qua bây giờ làm gì vậy? Ủa con này, mày sao vô phép vậy hứ? Cô Mười đáp: Tôi mới qua thăm chị ba, rủi chị đau. Con khốn này nó nói tôi thuốc chị đó, cậu nghĩ đó coi. Con tớ tiếp nói: Cô thuốc chủ tôi, tách nước trà sờ sờ trên kia, ắt chủ tôi chết rồi, tôi níu cô. Đậu Nam nghe nói sửng sốt, liền bảo cô Mười đi cùng mình lên coi. Cô Mười không chịu, quyết về. Đậu Nam lật đật chạy tuốt lên lầu. Còn cô Mười muốn đi, con tớ níu áo mà nói rằng: Cô về ra tới cửa tôi la lính bắt cô liền à, cho cô coi. Cô Mười không sao về đặng, quýnh chẳng biết tính sao, bèn đồng trở lên cùng con tớ. Đương khi mấy đứa ở bu lại đỡ cô ba, miệng trào bèo bọt. Đậu Nam áp lại xen vào mấy đứa bồng đỡ cô ba, trông ra đã quả là cô bị thuốc. Cậu thất sắc hối người đồng bồng cô ba xuống xe mà đi nhà thương. Cô Mười sẵn sốt hồi tâm đã lỡ, cũng giả đỡ phụ đem cô ba ra xe hơi rồi cô tính về. Con tớ cũng theo giữ, bảo phải cùng đi lên nhà thương với cô ba thì nó mới bằng lòng, nếu cãi thì nó la ré lên náo động cho coi. Ngặt quá cô ta phải ép lòng lên ngồi xe chung với Đậu Nam và con tớ, chở cô ba tròn lên nhà thương. Tới nơi đem vào, quan lương y khám xét, quả thì cô ba bị thuốc độc, tức thì lo bề cấp cứu và sai người cho lính cò hay. Trong giây lát, cò lính tới. Lúc bấy giờ cô Mười Hoa mặt mày biến sắc, muốn phát run. Ông cò hỏi Đậu Nam duyên cớ bởi đâu. Đậu Nam nói phờ ơ, vì bởi cậu cũng ở trong nhà ấy nhưng đi mới về không hiểu rõ. Con tớ bèn đem lời nói hết đuôi đầu. Ông cò nghe vậy liền mời ba người lên xe về nhà khám xét. Đến nhà lấy tách nước trà còn cặn động dưới đít tách với bình trà đã uống trong khi nãy, và lấy lời khai của mấy đứa ở đủ hết, tức thì giải lại tòa. Tòa liền coi theo giấy tờ, tống giam luôn hai người, cô Mười Hoa và con tớ gái. Còn tách nước với cái bình phú giao bên quan lương y khám nghiệm. Đậu Nam nghĩ thầm trong bụng, chắc là vì mình mà Mười Hoa mới thuốc ba tròn như thế. Cậu hết sức lo sợ liên lụy đến mình, nhưng Hằng lo sợ cho cô ba tròn lắm, vào ra dưỡng đường thăm viếng luôn.
Nhắc lại, ông Trần Đẩu Minh thấy con mình đã sa mê đàn điếm, hao của bạc muôn. Ông sợ để vậy ngày kia gia tài ông đổ nát. Ngày Đẩu Nam đi rồi, ông tức thì đi lo các việc. Ông lên Sài Gòn vào tòa xin cắt điều ông muốn như vậy. Tức thì sai lính mật thám đi bắt cậu. Ấy là chiều bữa mà cô Ba Tròn đã bị thuốc đây. Kể vậy lá có lính mật thám vào nhà Ba Tròn mà mời cậu lên tòa nữa. Cậu lên hầu, quan mới đọc tờ khai của ông già cậu là Trần Đẩu Minh, đã xin lấy súng cậu lại, và từ cậu từ rày không biết tới nữa. Cậu ta nghe vậy rất tức lòng, giận cha mẹ ở nhà, nhưng lỡ rồi biết liệu làm sao. Liền giao cho hai cây súng lục lại giữa tòa, từ đây lột chức dân Tây của cậu. Cậu bước ra khỏi tòa chắc lưỡi than rằng: chà chả, chuyện đâu dồn dập như vậy, ắt là khốn cho ta từ nay phải chơi đâu. Thôi, nhưng mà tới đâu hay tới đó, ta cũng nguyện mà. Rạng ngày sau, cậu tuốt lên thăm cô Ba Tròn, nghe quan lương y cho hay rằng cứu đặng không sao, nhưng phải nằm một tuần mới ra được. Cậu xin giấy vào thăm. Hai đàn gặp nhau, cậu ôm cô Ba mà nỉ non tuôn nước mắt. Cô Ba cũng khóc hòa, may chút nữa còn chi tánh mạng. Cô Ba nói rằng: chắc sao con Mười Hoa nó quán tôi đây, tôi rất đáng nghi lắm. Nghi điều chi vậy em? Mà thuở giờ mình có với nó không? Mình nói thiệt tôi hiểu. Không, ai có với nó bao giờ em. Nghe cậu chối, cô kia cũng ngỡ là không có. Cậu thiệt là yêu cô Ba lắm vậy, song trong lòng rầu lo nổi cha ra từ mình rồi, e cho ngày kia tới cơn hết tiền mà phải khốn. Nhưng tới đâu hay tới đó, sức đâu mà lo. Nói qua cô Mười Hoa và con tớ gái, ngày sau tòa đòi ra hỏi thử thì hai người đổ thừa nhau, nhưng rõ ra ắt là cô Mười Hoa rồi. Tòa liền giam cả hai vào khám, chờ người bệnh lành sẽ xử. Cách ít bữa, quan lương y cho giấy qua tòa hay rằng cô Ba Tròn nội tuần sẽ mạnh như thường. Tòa cho đội Đẩu Nam và mấy đứa tớ trong nhà Ba Tròn ngày 15 tây tới đây sẽ vào tòa hầu việc. Đến ngày cô Ba Tròn, Đặng Mạnh về nhà, rạng ngày đồng lên hầu tòa. Tòa phán hỏi mọi người, chứng cớ là mấy đứa tớ trong nhà cô Ba Tròn, đâu đó đều cứ ngay mà khai thiệt. Tòa xét theo như lời quan lương y làm chứng, thời hiện thuốc độc bỏ trong tách nước trà, chứ ngoài bình không có. Ắt sao người thuốc riêng với kẻ nấu nước, mà ngoài cô Mười Hoa thì có ai trong lúc đó đâu. Thế đã quả quyết cho cô Mười Hoa rồi, không chối từ chi nữa đặng. Tòa tuyên án phạt cô Mười Hoa về tội án sát giết người 18 tháng tù. Đọc án xong, lính dẫn cô qua khám đường để bù tội lỗi. Thật ra cũng vì cậu công tử Đẩu Nam mà hại ra đôi ba người bị hại. Mà hại ấy bởi ai thì lương tâm ai nấy hiểu. Khi cô Ba Tròn cùng cậu Đẩu Nam về nhà, cô Ba lúc bây giờ cũng buồn, nghĩ thân mình cũng vì cậu Đẩu Nam mà ra chết thục. Cô buồn vậy chứ số mười mấy ngàn đồng bạc trước mắt kia, nó xô đẩy cô lần hồi rồi quên ráo cả. Cô buồn nên mua đủ những báo chữ Quốc Âm mà xem. Ngày nọ cô đương cầm tờ nhật trình, bỗng dưng cô lần lần biến sắc, nhìn sững một khoản báo đọc nhỏ rằng: tôi tên là Trần Đẩu Minh, ở có một đứa con trai tên là Trần Đẩu Nam. Nhân vì nó chơi bời phóng đảng, tôi rầy la chẳng đặng, nên nay tôi đã xin tòa từ ngay thằng con bất hiếu ấy. Vậy bà con xa gần chớ cho nó vay mượn thì tôi không chịu trách nhầm tới. Ký tên Trần Đẩu Minh ở hạt B. Cô Ba Tròn xem rồi bước vào chỗ cậu Đẩu Nam đương nằm hút á phiện. Cô liền tờ báo nói rằng: mình làm gì mà ông già dưới đã từ mình rồi, thế thì xấu hổ biết bao. Đâu nè, bộ có đăng nhật trình sao? Đó, trơ trơ nơi chương thứ nhì đó. Cậu dở ra xem thật quả như lời. Cậu suy nghĩ một hồi, ngó cô Ba Tròn cười mà rằng: mình sao lo quá, tôi còn được mười mấy ngàn đồng, thế thì đôi ta lo mở cửa hàng buôn bán ăn già đời không hết. Mà lo chi, xấu hổ gì cha dẫn con mà gọi là xấu hổ à em? Chớ cả thảy các vị công tử kia, sao người ta không đến đổi như thế? Thì cũng tại tôi thương mình cho nên ông già ông ghét, xong ổng làm cho tôi ăn năn bớt xài phá, chứ con mà ai há chẳng thương sao mình. Cô Ba Tròn giả ý vui cười, nhưng trong bụng đã thầm tính riêng các việc. Tối lại cô Ba Tròn bày ra đếm bạc của cậu Đẩu Năm, quả nhiên còn được 13.000 đồng. Cậu lấy vài trăm bỏ vào bóp, còn bao nhiêu gửi vào cho cô Ba Tròn cất tủ sắt. Sáng ra cậu rủ cô Ba Tròn ngồi xe đi uống cà phê. Cô Tròn từ chối mà rằng: thôi có lẽ mắc đi sớm gấp bây giờ,
Thôi mình đi uống đi rồi về. Cậu nghe lời ra đi. Ở nhà cô Ba Tròn sắp đặt các việc, bày mưu cho mấy đứa ở. Hãy làm y lời cô, mấy đứa đều vâng lời cô dạy. Liền đó cô mở tủ lấy hết bạc tiền, ra xe hơi cầm bánh mà đi đâu mất. Khi cậu Đấu Nam về hỏi lại, mấy đứa tớ nói rằng: cô tôi đi có dặn cậu rằng cậu hãy kiếm chỗ khác mà ngơi nghỉ ít bữa, vì cô tôi không có ở nhà. Cậu ở trong nhà này ắt là bất tiện. Đỗ Nam nghe nói sửng sốt, mặt mày đổi sắc, nhưng chẳng biết lời chi đáp lại với mấy đứa hèn hạ. Chỉ kiếm cho được cô Ba hỏi qua tâm sự mà thôi. Nhưng đi cùng Sài Gòn kiếm cũng không gặp. Mỗi ngày mỗi buổi cậu lại nhà Ba Tròn. Mấy con tớ đều tỏ ý muốn đuổi cậu không cho ở nữa. Cậu ta lúc này như chết chưa chôn, buồn rầu chí thiết, tiền vài trăm trong lưng đã hầu xài hết, phần lại tương tư quằn nặng phổi gan, nhớ cô Ba khôn ngần kể xiết. Nói qua cô Ba Tròn giả bộ đi, chớ nào cô có đi đâu, cô chỉ đem gửi chiếc xe hơi cho khuất mà thôi. Hiện thời cô ở trong phòng kín, chờ ít bữa cho nguội, hầu dễ bề phản trái cậu ta mà thôi. Cách 10 ngày sau, bữa nọ cậu Đỗ Nam lại nhà cô Ba Tròn, gặp mặt cô, cậu cười mừng như mèo thấy mỡ. Còn cô Ba đầm đầm sắc mặt, coi tuồng giận dữ mà rằng: nè cậu, tôi nói cho cậu biết, vì cậu làm cho xấu hổ danh giá của tôi nên tôi không thể nhận cậu ăn ở trong nhà này nữa. Nghe vậy cậu ta thất sắc, châu mày hỏi rằng: vì sao cô nói quái lạ vậy? Làm gì cô gọi mất danh giá cô? Nay cô đành phản tôi sao cô Ba? Nào tôi có phản cậu đâu, đó là việc gia đình cậu, phản cậu chứ. Gia đình tôi sao mà cô gọi là phản tôi? Tôi lấy làm nhục nhã với chị em bạn tôi, hay tôi gần với cậu là một người vô dụng, bị cha mẹ đuổi xua cho là đứa con bất hiếu, thì còn cái nhục nào bằng? Vậy cậu chớ gần tôi mà hôi lanh lây nhiễm. Trời đất ơi, mình thiệt như thế sao mình? Tôi nói thiệt chứ dễ nào không, cậu chớ kêu tôi bằng mình nữa. Ôi nói thế thì chết tôi rồi. Cái gì mà chết đi, cậu mau lo rửa nhục rồi ngày sau tôi sẽ... Thôi bây giờ cô trả số tiền của tôi lại cho tôi xài. Tiền đâu còn mà trả, vì tôi mới trả tiền phố và các cuộc ăn xài với cậu mấy tháng nay. Xe hơi tôi còn phải bán mà trả nợ mới dứt tay. Còn đâu cậu hỏi nữa. Nói dứt cô Ba bỏ đi vào trong. Cậu Đậu Nam ngồi chan hòa hột lụy, rồi túp vào lấy cái vali mà đi xuống lầu. Cậu kê xe kéo chở cái vali, cậu ngồi dở bóp ra còn có 2 đồng bạc. Cậu xích vali lại tiệm mua bán đồ cũ, mở lấy ra một bộ đồ nỉ và cái áo lạnh mà cầm. Được 10 đồng, cậu thẳng ra ga xe lửa mua giấy về Mỹ Tho. Xuống tàu về tới xứ sở, bộ mặt coi ra vô hồi buồn thảm, ăn năn đã muộn rồi. Nhớ vợ lớn bồi hồi, chảnh con thơ mà ứa lụy. Cậu bước vào nhà bất kể là gì, liền cúi đầu lại đại cha mẹ. Ông bà đưa ngồi trên ghế thấy cậu vào lại thì chửi mắng rằng: người hãy đi cho khỏi nhà ta, chớ léo hánh về đây báo hại mà chết bây giờ. Cậu khóc lóc năn nỉ thế nào ông bà cũng không nhìn nhận nữa. Túng quá cậu không biết làm sao, lòng thương vợ nhớ con nó dục thúc. Cậu ra chợ kêu xe ngựa thẳng qua nhà ông Nhạc Gia mà năn nỉ vợ. Qua đến cậu không dám vào ngay cửa cái, đi vòng lại sau nhà dưới. Thấy vợ là nàng Ngọc Thế đương tắm rửa cho con, cậu túp vào kêu nho nhỏ rằng: mình ơi, mình giỏi phải không mình? Ngọc Thế ngó lại dường như chim bao, châu mày ngó hỏi rằng: chàng còn qua đây chi nữa, chàng hãy lánh mặt kẻo cha mẹ tôi thấy chẳng nên. Mình ơi, tôi lỡ dại một lần, xin mình tha thứ. Tôi nhớ con tôi quá, mình hỷ xả tội cho. Tôi nói vắn tắt với mình một lời rằng tôi đã thề có trời Phật ở vệ nuôi con, không lấy chồng nữa, mà cũng không thể nào tôi ở lại với mình. Nay tôi ăn chay trường rồi, nguyện trọn đời với trần thế. Xin mình hãy về là an cho tôi, mà mình cũng là dễ. Cậu Đậu Nam nói thế nào cũng chẳng được, túng thế phải lén ra về, buồn thôi chi xiết kể. Bây giờ linh đinh không có cửa nhà, không tiền trong túi, còn cái khổ nào hơn. Cậu nghĩ chừng nào tức giận mình vô hạn, lại quán cô Ba Tròn không sao dằn tâm cho nổi. Kẻ lường người giật của, cậu tính bán hết quần áo trở lên Sài Gòn, giết thác Ba Tròn cậu mới vừa lòng cho. Quả nhiên nọ ngày ấy cậu bán đồ trong mình hết, chỉ còn một bộ đồ vải trắng. Cậu mài một con dao bàn rất bén. Cậu xuống tàu rồi lên xe lửa. Tới nhà cô Ba Tròn cậu tuốt lên, vừa thấy Ba Tròn ngồi ăn cơm với một người thanh niên nào đó, cậu cầm dao xốc lại, nhắm ngay ruột Ba Tròn mà đâm đại.
Cô ba tròn vừa la vừa té xỉu, máu ra lai láng. Cậu bồi luôn hai dao nữa, nhưng trật hết một mũi, còn một mũi trúng vai. Ôi lúc bây giờ mấy đứa tôi tớ la vang, cò lính chạy tới mới hay như vậy. Tức thì bắt quách cậu ta, còn cô ba đem lại dưỡng đường băng bó. Quan lương y cho hay rằng cô ba bị đâm rất nặng, nhưng có thể cứu sống không sao. Còn bắt cậu Đấu Nam về bó, các điều tại sao cậu đâm, cậu đều khai hết, chẳng sót một điều. Liền tống giam cậu ta vào ngục chờ ngày xử đoán. Cách một tháng sau, cô ba tròn được lành mạnh như xưa. Tòa đòi ra phân xử, phạt cậu Đấu Nam 2 năm tù. Thế thì cậu vào khám với cô Mười qua rồi, ấy cũng là tình đồng khổ. Bây giờ cô ba tròn chết thục 2 lần. Cô hết sức ăn năn, xét đời lưới trời lòng lòng, trị răng cõi thế rất đương nhiên. Cô xét tới không còn phấn son chi nữa, quyết lòng cởi lốt đi tu. Còn bán hết đồ đạc trong nhà và tiền còn lại bao nhiêu, cô đem cho bớt chỗ này chỗ kia, những nhà phước thiện. Cô lên núi Điện Bà, vào sinh thí phát đầu, mặc áo và làm cô giải, ăn tương châu. Thế thì đã xong cái đời một cô tuyệt sắc ác độc biết dường nào. Bây giờ cô mới chịu ăn năn ra thân tu niệm. Cách qua 5 năm, lần hồi ngày lụng tháng qua, cô Mười qua ở tù đã mãn. Cô ra nghĩ xét cuộc đời cũng chẳng muốn ở cõi trần chen chúc rên la này nữa. Cô tuốt lên Điện Bà cũng xin làm cô giải. May sau khi ấy lại gặp cô ba tròn. Ôi thôi chị em đầu đuôi nhắc lại nước mắt chảy tuôn dầm, đồng cùng nhau quyết tu hành mà trừ tội ngày xưa. Lúc này hai người thật là thích chí nhau lắm. Thế là xong một cô tuyệt sắc nữa, đỡ được 2 mối độc hại ở kinh thành Sài Gòn vậy. Kế ít tháng cậu Đấu Nam ra tù, đền bù đã đủ lỗi. Cậu ra cũng chán cuộc trần thế, bèn nhất quyết lên non núi mà tu cho rồi cái kiếp mày xanh tóc trẻ. Còn ở lơ thơ Sài Gòn, chúng bạn chê cười, chịu sao cho nổi. Về đâu, cậu cũng lên núi Điện Bà, cạo đầu xin làm sải tăng. Chừng quan sát lại mới gặp hai cô đều tu ở đó. Cậu ta trông biết mặt, mắc cỡ muôn phần, liền trốn đi mất. Cậu tuốt qua núi khác mà ẩn trú, khuya sớm có một mình không ai biết hết. Còn hai cô kia không gặp biết cậu ta, chứ bữa ấy rõ đặng, thật ra tình cảnh quái lạ biết bao, trong đời cũng là ít có vậy. Cho hay, cuộc trần là con đường sung sướng, mà hễ sung sướng quá, ác nhân quá, tai trời có thế nào không răng chì đặng. Nếu không vậy thì còn gì là cõi thế gian này. Té ra rốt cuộc 4 người đều tu hết, nhưng chỉ có một mình Ngọc Thế là người quý giá trên đời đó thôi. Còn 3 người kia để tu đền ngày ác. Thế thì chỗ tu cũng lắm điều có ích cho hạng người sai đời lầm thế gửi thân, cho khuất bóng vậy. Gương này cũng đáng biên ra để cho đời nhìn ngó, rất cao sâu, bổ ích biết bao nhiêu. Hết chuyện.